Tất nhiên là nói là kiểu quay, quá thông minh. Quay cả vai à? Ủa làm này sướng cực tạc, qua hai lần áo len mà cả vẫn cảm thấy rất thích. Nó cũng có nhiều kỹ thuật đó, đưa lên đưa xuống này. Quay lưng của chị ngồi quay. Chị cứ ngồi hẳn lên, không cái ấy lên chân, không quay lên chân. Đấy, này mà nằm xuống làm là tốt nhất. Rồi, đấy, nha. Ok. Đấy. Đấy, đúng xoa này. Ô, xoa này cũng hít được hả? Hít được chưa? Nó là massage. Mình có nhiều chiêu mà xoa này. Đấy là ba động tác này. Xoa. Em nghĩ là xoa nó không quy làm cái này chứ mình ạ. Đấy nhá. Nghĩ là xoa nó không trực tiếp trên cột sống này. Đấy. Trực tiếp trên cột sống. Xong rồi hai bên cột sống lắc. Còn còn mỗi cái này được. Vâng ạ. Lắc. Xong. Lắc. 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 Làm trực tiếp trên da mới đã. Còn có một cái này lắc này. Quẩy luôn nhé. Trước Tết chơi. Xong rồi để liên tục. Nhưng mà cho con ở nhà dùng không? À không, cái này đắt bán nhà sẽ có. Đấy, thằng nó dùng đi bán của nó này. Đấy, nhiều lắm, thích lắm. 28, 29, con em nó bảo là chị mua hộ, và chúng bảo không biết cái này luôn, này đây luôn. Đó, dùng mỗi cái thằng này đây. Xoáy xoáy nữa. Xoáy xoáy, xoáy tròn, xoáy xoáy vào. Xoáy tròn ấy. Tràn cả. Đây. Hoặc là ngang, được. Cái này mà buông cái về massage cho đối tác ở nhà hơi sướng ấy nhá. Đối tác nhỉ? Đối tác. Thật mà. Cái ve ngón tay này so bóp bấm huyệt mà nhiều người thích lắm. Đấy chị Quỳnh ơi, cái này chích lại cái này cơ. Đấy như thế nhiều lắm. Khi đục là khóa tay vào này. Đấy. Đúng. Đấy. Nó ôm sát vào này. Thì nói là kiệt này mà làm trực tiếp kiệt làm cái này ấy nhở. Ngoài cái này là bắt nguồn từ cái cây hít đôi của thầy Châu. Cái này nó đẹp quá. Chế ra cái này nhìn rất là nam tính mà cầm nó lạnh tay. Cái này mà kiểu cho bệnh nhân nằm xuống làm chân lưng thích lắm. Làm xuống và làm nhưng mà cái con này. Gọi là cái con gì, cái con bọ hay cái con nhện con nhện cái bốn con bé tí ôi trời ơi cái này là cũng thích lắm con đấy thích lắm thích lắm to đấy nào mà chân lưng thích con cứ con nhỏ và con nhỏ con to làm thích nhưng mà con nhỏ thích trên mặt thôi trên mặt thích lắm đầu phần khớp vai êm ái lắm kiểu đấy, đấy. Nó đầu vai nó ấy ra cái đầu vai kiểu nó bóp này đây 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 không mà đi ra đây 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 hôm mà đi ra la vừa rồi sẽ là thấy ở đấy bạn mang xuống đây mưa luôn à hết rồi còn mưa luôn con là chị cầm một con chị có chứ chị coi như chị lấy rồi chị lấy rồi chị để lấy còn một con nữa trên nhà đâu chị lấy rồi. À, năm nay đúng là năm là ngày mở hàng đẹp còn gì nữa. Do kỹ thuật thôi mình có hai động tác này đẩy này đẩy này xong xoa đều này xong đặt ngang này đặt ngang đưa thẳng đưa xuống đưa lên đâu được ngang đặt ngang ngang đưa lên đưa xuống được cầm cán ngang đưa lên đưa xuống được không còn ở tay này thì mình giống như khóa rồi cái vai này. Làm cái vai này rất là thích người nào vào quanh cái vai sang rất là mong vai này đây một vai này thôi hay lắm anh ạ cái này hay lắm coi như đồng năm đã bán hết hàng rồi đấy. Không, cái này.